Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, hãng tin IRI NN của Iran đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi và các quan chức Iran trên trực thăng trước khi bị rơi. Trong đoạn video, ông Raisi ngồi cạnh ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdullahian trên chiếc trực thăng đang bay qua một con đập. Ông Raisi khi đó đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Liên quan đến sự việc, video hiện trường được quay từ UAV của tổ chức trăng lưỡi điểm đỏ được hãng truyền thông nhà nước của Iran, FAS, công bố cho thấy các mảnh vỡ của trực thăng vương vãi khắp nơi. Trong bản tin mới nhất, truyền hình Iran cho biết không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những người có mặt trên chiếc trực thăng chờ Tổng thống Raisi gặp nạn hiện tại còn sống. Trước đó, trong đánh giá đầu tiên khi mới tiếp cận hiện trường vụ việc, lực lượng cứu hộ thuộc tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Iran nhận định tình hình là rất xấu. Còn theo truyền thông khu vực, một quan chức Iran cũng đã nói với hãng tin Reuters rằng chiếc trực thăng chở tổng thống Raisi và ngoại trưởng Iran đã bị cháy hoàn toàn trong vụ tai nạn và không còn bất kỳ ai sống sót. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin trực thăng chở tổng thống Raisi, ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian cùng một số quan chức chính phủ Iran đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một khu rừng gần biên giới Azerbaijan sau khi các quan chức này kết thúc chuyến thăm ngắn đến quốc gia láng giềng, nguyên nhân khiến trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp là do điều kiện thời tiết xấu. Theo hiến pháp Iran, trường hợp tổng thống Raisi qua đời, quyền điều hành đất nước theo thẩm quyền của tổng thống sẽ do một ủy ban đặc biệt đảm nhiệm. Ủy ban này do phó tổng thống thứ nhất đứng đầu. Trường hợp phó tổng thống không chấp nhận vai trò lãnh đạo ủy ban tổng thống lâm thời, nhân vật điều hành ủy ban này sẽ do đại giáo chủ Ali Khamenei chỉ định trong thời gian 50 ngày kể từ khi Ủy ban Tổng thống lâm thời hình thành, Iran sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống mới. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, năm nay 63 tuổi, lên nắm quyền lãnh đạo đất nước từ tháng 8 năm 2021.